Xin chào các thầy cô và các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những công nghệ mới nhất trong thời đại 4.0 được áp dụng tại các lớp học của Edinova. Thì bây giờ đa số các lớp học mà dạy online thì chúng ta thấy là toàn là cái kiểu là thầy đọc trò chép, tức là mặc dù là livestream trực tuyến nhưng mà thực ra học trò cũng không làm được cái gì nhiều, mà thầy thì cũng chỉ kiểu giảng lại những cái bài mà đã chuẩn bị sẵn thôi, thầy kiểu thầy đọc trò chép thôi chứ không học được gì nhiều. Thì bây giờ phải làm nào để mà chính cái học trò cũng được học và được tương tác và học hỏi rất nhiều từ trong cái quá trình, thậm chí là quá trình học bài phải làm xong trước khi livestream, trước khi vào giờ học rồi, mà thầy giáo chỉ việc chữa bài thôi chứ không phải là ngồi giảng lại lý thuyết nữa, và học trò sẽ phải gọi là người chuẩn bị hết mọi thứ từ đầu. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có một nền tảng rất hay dùng để nghiên cứu và học cả tiếng Anh lẫn phiên dịch. Đấy, cái này nó hay ở cả chỗ là có cái công nghệ này chúng ta có thể dùng cả tiếng Anh lẫn phiên dịch. Thì chúng ta sẽ thử luôn với cái bài báo rất nổi tiếng trong 12 giờ qua, đó là cái bài báo về chàng trai người Anh kể lại nhật ký về cái sự cách ly, việc cách ly của mình ở Hà Nội. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái bài báo này đã được xuất ra một file doc và phần mềm cái nền tảng này nó đã tự động chia cắt thành các cái đoạn ngắn để chúng ta cùng làm việc với nhau. À, chúng ta thấy là bên phải đây là từng câu một chúng ta có thể ấn vào, bên trái đây đó là những chỗ chúng ta có thể ấn vào để xem. Chúng ta thấy là rất nhiều bên, có thể là chính học trò, có thể là chính các bên, data sẽ được lấy về từ đây và chúng ta có quyền vote. Đấy, bên cái ví dụ cái này đang là một vote này, và đây là vị trí của người manager, project manager, thì chúng ta có quyền là duyệt cái nào là dịch chuẩn. Như vậy là ví dụ cùng một câu này tất cả có thể cùng nhau học. Đấy, và cùng nhau đưa ra đáp án và cùng nhau vote xem cái lựa chọn nào là tốt nhất. Và khi mà đến giờ livestream ấy, thì giáo viên chỉ cần bình luận và nhận xét là bạn nào sai cái gì ấy thôi, chứ không phải là chúng ta đến lúc đấy mới bắt đầu ngồi dịch, bắt đầu ngồi tra cứu, bắt đầu mới làm. Đấy. Chúng ta thấy là ví dụ một câu như thế này, file với em: I land at Hà Nội via airport with hopes a new life in my favorite country. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là ở bên kênh 14 họ dịch như này, ở bên dân trí họ dịch như này. Đấy, và nếu như các em đăng ký account thì sẽ cái bản dịch của các em đấy cũng xuất hiện lên đây cho chúng ta tất cả để xem. Đấy, và đây là ví dụ hệ thống trí tuệ nhân tạo tự dịch như này, và đây là Google Translate dịch như thế này, và Yandex là một cái phần mềm và một cái hệ thống mạng xã hội các kiểu rất nổi tiếng ở Nga nhá, một cái chúng ta dùng cả Nga lẫn Mỹ cho nó xịn nhá. Thì bên đấy dịch này, như vậy là đây là tất cả các sản phẩm mà dịch tự động. Đấy, translation memory and machine translation suggestion. Đấy. Thì cái này là được dùng để gợi ý chúng ta và gọi là tra hộ chúng ta, để chúng ta đỡ phải thoát ra ngoài rồi là tra Google riêng, mà đây là Google tra hộ. Và chúng ta có thể tích hợp cả IBM Watson, chúng ta có thể tích hợp Google, Microsoft Cloud, Azure đều được. Đấy. Thì bây giờ mình dừng tạm ba cái này thôi. Thì mỗi khi ấn vào một câu thì chúng ta sẽ thấy là nó tự động có những phiên bản đã dịch rồi. Đấy. Chúng ta thấy tự động đây rồi. Và sau đó là nếu có người submit, ví dụ có các cái bên submit, chúng ta sẽ lại có thế này luôn và chúng ta có thể vote. Thì đây là màn hình của project manager, tức là cái người mà tạo ra cái project này, thì họ có quyền ấn chữ V ở đây là để duyệt. Thế còn nếu như mà là người bình thường họ nhìn vào đấy, thì mình sẽ không có cái nút duyệt, mà mình sẽ có cái nút upvote và downvote, tức là vote cho cái lựa chọn nào mà tốt hơn. Đấy, tức là mình sẽ chọn xem là cái nào là cái hay hơn để upvote, và cái nào mà ví dụ cuối cùng tôi đã đó, ví dụ chúng ta thấy cái lựa chọn này là rất hay này, chúng ta vote thì bên này được tăng một vote. Chúng ta quay lại cái màn hình của người chủ dự án, chúng ta sẽ thấy là cái iPad ấn vào cái file limit sẽ thấy là người chủ dự án sẽ thấy là đã có một người khác xem trước hộ mình rồi và vote rồi. Ví dụ trong bối cảnh là chúng ta ở lớp học là có các thầy cô, thì các thầy cô có thể bảo các em tự dịch hoặc tự học tiếng Anh, tự tra từ, và sau đó tra xong thì vote cho các bạn nào vào phiên bản nào mà tốt nhất. Như vậy là các thầy cô thậm chí là còn có thể được các em trong lớp là tự vote và tự chấm và tự chữa hộ mình, chứ không phải các thầy cô làm hết cái việc chấm và chữa. Đấy. Thì các cái những cái lựa chọn mà được nhiều vote nhất là sẽ cứ dần dần nó hiện lên trên cao, nó được đẩy lên trên cao để cho mình biết là cái lựa chọn nào hay nhất. Đấy, như vậy là chính các em học sinh cũng làm cái nhiệm vụ là nhận xét người khác. Đấy, cho nên cách học tốt nhất là cách học tốt nhất một cái gì đấy là chính là mình biến mình thành giáo viên và mình đi nhận xét và mình đi học hỏi và đi giải thích và đi tìm hiểu và đi nhận xét người khác. Thì đây là chính là bước là trao quyền cho các em học viên làm được cái điều đó. Đấy. Thì chính các em học viên mới học được nhiều, chứ bây giờ nếu như mà thầy giáo lại luôn là người mà đưa ra đáp án thì các em học trò mãi mãi là người chủ động mà không học được cái gì cả. Đấy. Thì đây là một cái rất hay, là chúng ta chính là chúng ta sẽ cho trao quyền
tự nghiên cứu, tự viết ra sản phẩm, là chúng ta sẽ ra điều kiện cho các em là em phải làm bài tập, và thầy giáo là người làm việc đó, chính thầy giáo là người là đưa tạo điều kiện cho các em làm bài tập, còn học trò chính là người học, và học xong lại chính là người đi nhận xét các bạn khác và vote các bạn khác, và thậm chí là khi các em ấy phân vân không biết là cái phiên bản nào mình dịch đã đúng chưa, thì hoàn toàn mình có thể nhìn những cái sản phẩm của người khác để xem, à hóa ra là cái từ đấy là có thể hiểu như thế, hóa ra là cái cách này có thể diễn đạt hay hơn bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh như thế này thế kia. Đấy. Thì đây là cái học mà tốt nhất, chứ không phải là thầy giáo, giáo viên là người duy nhất đưa ra đáp án và là người duy nhất tư duy nữa, mà học trò sẽ phải làm phần lớn cái công việc trong một buổi học. Đấy. Như vậy khi chúng ta livestream, khi các thầy giáo livestream học, thì chúng ta lại không phải dạy từ đầu và chúng ta không phải là nói một câu ra mà bắt các em trong vòng 30 giây phải đưa ra đáp án, mà cái việc này chúng ta có thể giao trước ở nhà, và hoàn toàn là học trò có thể dành bao nhiêu thời gian cũng được, một ngày, một tuần, để đến khi cái hạn nộp thì học trò sẽ nghiên cứu đủ rồi và đưa ra bản nộp, và đến giờ livestream thì thầy giáo chỉ cần chữa thôi. Đấy, thậm chí có thể xem mọi người vote nhau và học trò có thể xem các bản vote của bạn và xem cái nào là vote bản dịch nào hay nhất, cách hiểu nào đúng nghĩa nhất. Đấy, thì cái việc này là sẽ tăng cái thời gian tự học và tăng cái thời gian tương tác và học lẫn nhau và cả tự nghiên cứu các em rất là nhiều. Đấy, chứ nếu mà livestream trên lớp ấy, chúng ta chỉ đưa ra một câu này, chúng ta bảo các em dịch, thì các em có khi chỉ mất 30 giây để ngồi, chỉ có 30 giây để suy nghĩ thôi, thì không học được cái gì cả. Đấy. Hoặc là nếu như mà các cái phương pháp truyền thống là chúng ta đưa bài tập về nhà trước, đưa tài liệu về nhà trước cho các em, thì các em chỉ biết bản của mình thôi, và cái việc so sánh nó rất là khó. Thế còn ở đây chúng ta đã có từng câu một, là chúng ta có cái bản dịch mẫu, bản dịch nào là thầy duyệt, bản dịch nào là các bạn vote nhiều, bản dịch mà nó tách ra từng câu là rất dễ theo dõi. Chứ nếu mà kể cả các em có nhiệt tình và chăm chỉ đến mức mà các em dịch và sau đó đưa bài cho nhau để rút kinh nghiệm thì cũng rất là khổ, đúng không? Đây một cái là có người chúng ta chỉ cần có cái bản gốc đây, thậm chí chúng ta là ở cao khác, chúng ta gõ cái một bản ở đây, chúng ta xếp vào đấy, là ngay lập tức có thể nhìn thấy cái bản ghi đó của mình, và chúng ta nhìn luôn được các bản ghi của các bạn khác, và chúng ta vô lên vô xuống. Đấy, nên rất hay ở chỗ đấy. Thì với mỗi cái dự án thì nó sẽ có một cái đường link, hiện nay chỗ nào mà click vào chúng ta sẽ có màu vàng. Đấy. Thế còn cái nào mà chúng ta dịch rồi này, đấy, chúng ta chưa hề dịch, chúng ta sẽ thấy là gì, nó màu đỏ, nó màu hơi hồng hồng đỏ đỏ. Đấy. Như vậy là có cái ô này, như vậy thầy giáo có thể nhìn ngay vào đây và biết là ô cái hóa ra là cái này là đoạn này khó, cả lớp không dịch được. Hoặc là ví dụ một bản dịch, ví dụ thật mình thấy lấy data từ tất cả dân trí Vietnamnet các kiểu mà lại thấy trống chỗ này, chứng tỏ là Vietnamnet hoặc là nước mình bỏ dịch cái đoạn nhật ký này của cậu người Anh này. Đấy, như vậy là cái đoạn nào có vấn đề ở trong cái clip này thì là rất là dễ để nhìn ra cái vấn đề ở trong bài viết, rất nhanh cho giáo viên, mà giáo viên không phải mất thời gian ngồi so sánh với tổng hợp của nhiều học trò để nhận ra một cái quy luật hoặc nhận ra những cái điểm gặp khó khăn ở các học trò. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có cái ô chat rất là hay. Đấy. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta có thể chat với nhau. Đấy. Chúng ta có thể chat với nhau, gõ vào đây là có thể chat với nhau. Nếu như gặp vấn đề có thể tích vào cái ô issue này. Đấy. Để chọn ra các cái vấn đề mà chúng ta submit vào đây. Thì chúng ta có thể chat với nhau và tag nhau vào để gọi nhau. Ô câu này khó quá các kiểu, đúng không? Thì chúng ta có thể gõ vào đây. Câu này tại sao lại trả lời như vậy ạ? Đấy, như vậy cả bên trong là còn tích hợp cả cái hệ thống chat nội bộ và phân chia thành từng câu một, như vậy rất là hay, chúng ta có thể tự học được và tự rút kinh nghiệm và liên hệ với nhau luôn trong này, nhưng không phải mất công ý với nhau gọi điện chat chứ ở chỗ khác nữa, mà chúng ta đến câu nào chúng ta xử lý luôn cái nội dung của câu đó. Đấy, rất hay chỗ đấy. Cái quy trình đăng ký sẽ như thế nào, chúng ta sẽ thấy là cái quy trình đăng ký nó sẽ diễn ra là sẽ có một cái đường link vào project, thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ đây là cái đường link vào project này. Mọi người sẽ thấy là 85% là đã xong rồi này. Như vậy chúng ta còn biết là cái project nào. Đấy, ví dụ project này là đã có số người dịch này. Ví dụ thầy là một giáo viên, mình có thể biết ngay là cái dự án này hoặc là cái bài tập này mình giao là các em đã làm xong chưa. Đấy. Cái này rất hay ở chỗ là nó giúp cho việc học tiếng Anh và việc phân công dịch nó rất là dễ và đỡ bị chồng chéo, là ở chỗ mình có thể giao cho ví dụ một cái bài dài như này, mình sẽ có thể giao cho từng nhóm một, mỗi nhóm chỉ cần cử người dịch 3 câu thôi thì đỡ chồng chéo với người khác, thì chúng ta chỉ cần xem trong 3 câu đấy xem là rút kinh nghiệm thế nào thôi, chứ chúng ta không phải cần phải bắt cả lớp hoặc là cả tất cả các em cùng cả 100 người cùng dịch một câu, như thế là nó chồng chéo, nó phí phạm cái gọi là nhân lực, phí phạm cái thời gian lao động. Chúng ta thấy mà với những cái dự án, cách phân chia dự án này, chúng ta có thể dịch được những cái file rất là dài, bởi vì là chúng ta cứ chỉ cần chỉ định là mỗi câu chỉ cần có 3 người dịch thôi, và chúng ta chọn ra bản vote
của ba người dịch đó. Thế là xong, chứ chúng ta không cần phải xô vào là 10 người dịch một câu nữa. Đấy. Có thể có nhiều cách, mà chúng ta muốn dịch chất lượng và muốn chữa tất cả các em thì chúng ta sẽ dịch nhiều người dịch cùng một câu. Thế còn chúng ta muốn làm những dự án lớn, chúng ta cùng chia sẻ những dự án lớn thì chúng ta sẽ có một file rất dài, chúng ta sẽ phân chia khu vực ra là bạn này bạn kia dịch cái khu vực này. Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn với một số lượng team vài người, chúng ta có thể hoàn thành một những cái dự án dịch rất là dài mà chúng ta vẫn có thể chữa nhau và vẫn có thể vote và đưa ra bản tốt nhất. Thế bây giờ quay lại cái phần đăng ký, chúng ta sẽ thấy là khi ấn vào sẽ có một cái đường link đến từng cái project như thế này. Đấy. Chúng ta có thể ấn sign up và login đây thì rất là dễ, nhưng mà chúng ta sẽ thường là ấn vào đây, ấn vào đây. Chúng ta thấy đây là cái project này. Đấy, project này thường thì chúng ta sẽ cần up cái file Google Doc lên và chúng ta up file Google Doc lên, là họ tự chia cái ngữ đoạn này cho mình, tự chia phần đoạn để chúng ta phân tích. Đấy, cái này có thể dùng để trả lời câu hỏi IELTS cũng được. Tại vì ví dụ chúng ta up cái file doc là file IELTS lên, đúng không? Thì nó họ sẽ chia ra thành từng câu hỏi và chúng ta sẽ chọn người là vote xem là câu hỏi nào. Ví dụ thay vào đây là một, ví dụ chúng ta thay vào đây là một bài báo thì chúng ta sẽ thành một cái danh sách 100 câu hỏi IELTS. Thì với mỗi câu hỏi đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ, như vậy việc học tiếng Anh ở đây cực hay, áp dụng cho cả việc học tiếng Anh và việc trả lời lẫn là việc làm những cái project khác, thì cả toán lý hóa có thể cùng nhau trả lời câu hỏi vào đây đều được và vote lên câu trả lời hay nhất. Đấy, thì việc học mà nó chia nhỏ thành từng tí một này là giúp cho mình break out cái vấn đề, nó chia nhỏ cái vấn đề ra rất là nhiều. Và nó, với hệ thống mà tự chat với nhau và tự vote cho nhau này, chúng ta có thể cho học trò tự học và tự bình luận này rất là hay trước khi chúng ta thật sự bắt đầu thuyết trình. Còn có các cái ấn vào cái phần setting, nó còn có cái QA check, tức là quản lý chất lượng. Ví dụ như là mình gõ vào đây mà thiếu dấu chấm, dấu hỏi, viết thiếu dấu chữ hoa đầu câu, nó còn tự báo, đúng không? Đấy. Có các cái mode là xanh, à bật đây là có thể có cái live mode, tức là màn hình trắng, mình thường cái màn hình đen này trông nó ngầu hơn. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến những tính năng nâng cao mà mình viết thêm dựa trên những cái tiện ích của cái nền tảng kia, nhưng mà mình tích hợp vào cái Google Sheet để nâng tầm cái công cụ này lên một tầm cao mới, để không chỉ làm nơi làm cho project mà còn là nơi để mà có thể khuyến khích sự đóng góp và sự nhiệt tình của những thành viên và sự thi đua của mọi người. Chúng ta có cái giao diện bảng điểm trên Google Sheet để thi đua với nhau rất đơn giản thôi, tức là bao giờ cũng là bên trái là những cột đóng băng là những danh sách lớp và những cái điểm tổng và số tiền được thưởng và điểm thưởng của từng người. Và bên phải nó là điểm kê khai chi tiết để từng người biết được rằng mình đã đúng sai, thiếu nộp đủ ở đâu để có thể khắc phục và thi đua với người khác. Cái dự án mình dịch xong và cái file mình làm xong thì nó là một nhẽ, nhưng mà vấn đề là làm xong như thế thì ai là người đóng góp nhiều trong nó, ai là người đóng góp ít, thì có cách nào để mà kiểm tra và khuyến khích và cho thi đua một cách tự động hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái Google Sheet mà nó sẽ có từng bài tập dưới dạng là chạy từ bên trái sang bên phải như này, mà rất quen thuộc với những ai đã dùng hệ thống của mình trước đây. Bất cứ người nào trong danh sách lớp này chúng ta cùng học với nhau và có cùng một cái giao diện này để thi đua với nhau, tức là giả sử chúng ta thứ tự chúng ta tên là hàng 1, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những lần chúng ta nộp bài thì chúng ta sẽ được cộng một ô điểm màu xanh. Những lần không nộp được bài thì sẽ bị trống, còn những lần nộp muộn thì sẽ bị ô vàng hoặc đỏ, tức là cái độ cộng điểm nó ít hơn. Tức là mỗi ngày có một ô nhiệm vụ mới sẽ được xuất hiện và cái vạch đích nó được đẩy xa đi một tí và chúng ta phải làm lấp đầy cái ô vạch đích đó. Thì tất cả cùng phải cùng thi đua để chạm vào cái vạch đích đấy và nộp bài. Càng trăm nộp bài, chẳng trăm dịch nhiều, chẳng trăm comment vote cho bạn thì càng có nhiều ô được lấp đầy và chúng ta càng có cơ hội thi đua và đứng đầu lớp. Đấy, như vậy chúng ta có rất nhiều trò để chơi với cái công cụ mới phát triển này. Cái này mình có thể dùng để học writing cũng được, học dịch cũng được, họ speaking cũng được. Tức là speaking chúng ta sẽ cùng nghĩ ra ý, cùng brainstorm ra các ý và chúng ta sẽ vote cho nhau xem là ý nào hay nhất. Đấy, học cả dịch cũng được, học rất nhiều thứ cũng được. Đấy, thậm chí là những cái transcript listening hoặc reading, những bài tập reading mình có thể đi lên đây để chúng ta phân tích và chúng ta tự thử tìm cách dịch xem có hiểu đúng nghĩa không. Như vậy học được tất cả các môn. Cái clip hướng dẫn đăng ký và sử dụng các cái tính năng cơ bản của cái chương trình này sẽ được trình bày ở trong cái phần tiếp theo ở cái clip video clip tiếp theo ở trong playlist. Mọi người nhớ để lại comment để xem có nhu cầu không nhé, và chúng ta sẽ tiến hành triển khai ngay.